Hôm nay chúng ta hân hoan chào đón một số anh chị em đến thánh đường này để cử hành bí tích và thánh lễ gia nhập hội thánh. Hội thánh là mẹ yêu thương luôn dang rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng hiệp thông trong nghi thức tiếp nhận. Anh chị em thân mến, anh chị em xin gì cùng hội thánh Chúa? Đức tin xin ơn ích gì cho anh chị em? Sự sống đời đời là anh chị em nhận biết Thiên Chúa thật và đấng người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Vì chưng Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy, anh chị em hôm nay đã không xin cùng với bí tích rửa tội. Nếu anh chị em đã không biết Đức Kitô và không muốn trở nên môn đệ của Người, vậy trước đây anh chị em đã nghe lời Người, đã muốn tuân giữ giới răn Người, đã sống trong tình huynh đệ và cầu nguyện chưa? Để trở thành Kitô hữu, anh chị em đã làm tất cả những điều ấy chưa? Còn anh chị em là những người đỡ đầu cho những người dự tòng này trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em xét những người này hôm nay có xứng đáng được chấp nhận cho lành các bí tích gia nhập Kitô giáo hay không? Anh chị em đã làm chứng cho những người dự tòng này. Anh chị em có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng tiếp tục giúp đỡ những người này phụng sự Đức Kitô không? Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa thay cho các tôi tớ Chúa đây đã đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, những người này đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Vậy giờ đây, xin Chúa đoái thương ban cho những người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa.